xứ sở, của huyền thoại và cuộc đời. Mời các bạn nghe bài Tháng Năm Gửi Mẹ của nhà thơ Minh Huệ, giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Chỗ 460 của Thủ tướng Chính phủ, cái cơ quan quyết định thành lập phải làm rõ cái cơ quan quyết định thành lập ở đơn vị nào, ở nếu ở trung ương thì trung đoàn hay các bộ ngành ở trung ương, nếu ở địa phương thì do ủy ban dân cấp tỉnh cấp huyện hoặc đoàn thanh niên sinh phong đoàn thanh niên cấp tỉnh quyết định tổ chức hoạt động thành lập thì có trách nhiệm để sẽ làm cái không thay đổi. Cùng làm ý kiến của bạn Phương nhé, xin mời kỹ thuật. Đấy mà em đấy thì có nghe đài. Chính hãng để làm sao mà tránh phải mua những hàng trôi nổi, rõ ràng là giá tiền thì sẽ rẻ hơn đúng không ạ, không bao giờ đi đôi với chất lượng sản phẩm đâu. Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng tôi đã nói khá là nhiều về công dụng, về cách dùng máy, tuy nhiên máy cứu hỏa có thể làm được những gì, công dụng ra sao và ở đâu.